này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới giới nên điều mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa trí nhất thiết, Chí đạo tướng, chí nhất thiết tướng Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới Nên lìa chí nhất thiết Chí đạo tướng, chí nhất thiết tướng Này các thiên tử Vì lìa nhãn giới Nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni Pháp môn Tam Ma địa vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa quả vị độc giác vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa quả vị độc giác này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử vì lìa nhãn giới nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên lìa trí nhất thiết trí.